thôi các bạn nha. Mình là Phụ, hôm nay đằng sau lưng mình là Sang. Chào các bạn nha. Hôm nay tụi mình sẽ thực hiện một video là tụi mình sẽ dựng một cái lều chỗ này nha bạn. Dựng một cái lều và tối nay tụi mình sẽ ngủ ở đây. Bây giờ đó tụi mình đã chuẩn bị tấm bạt này để phủ lên rồi. Giờ đây là cái lều tụi mình xây dựng để chặt cây rồi được cái ấy rồi. Tấm bạt này nhỏ quá nên tụi mình không làm cái kiểu mà hình tam giác đằng trước đằng sau được. Nên là làm từ cái đầu này hẳn xuống luôn. Đó, bây giờ tụi mình sẽ dựng cái lều này và tối nay ngủ ở đây nha các bạn. Thử thách một đêm ngủ ngoài rừng như nào cái đồi đất này nha. Giờ tụi mình sẽ làm cái lều nha các bạn. Bây giờ thì tụi mình đã làm xong cái lều nha các bạn nè. Anh Sang trong đây nó ngồi luôn các bạn. Anh Sang giờ đứng ngồi nắng quá các bạn. Nắng quá. Giờ tụi mình sẽ quay vòng vòng cái lều về cho các bạn coi nha. Nè. Cái bạt tại cái bạt này nó nhỏ quá. Cái tụi mình không biết cái sao tụi này mình đóng cho nên đóng mấy cây chỗ này để nó dựng cái hai cái lều bên đây. Còn đây không có đóng cây đất cứng quá, cột gạch. Đằng sau thì đóng mấy cây này thôi. Nè, các bạn quay xung quanh cái lều cho các bạn coi nè. Đó, tụi mình nghiệp dư nên mình sẽ làm cái này nè. Mà đủ cũng đủ rộng các bạn. Bây giờ còn cái phần lót ở bên trong thôi. Thì mình quay bên trong coi nha. Cái bây giờ không kiếm gì lót để tối nay làm ngủ ở đây. Bao rộng thôi. Cũng được thôi chứ không rộng gì mấy. Giờ cái này hở đầy cái bàn hở quá cho hở gió nó vô. Bây giờ tụi mình đợi chiều tụi mình làm. Bây giờ nắng quá. Không trời nắng cái trên trang các bạn. Mình đứng. Mình đã đen rồi giờ đang hiêm. Nhà đang rồi giờ đang hiêm giờ mình chỉ vô nhà nghỉ khoảng giờ chiều mát mát rồi sẽ ra làm cái chỗ này cho tối nay ngủ nha. Tối nay sẽ đốt than chỗ này để đây đốt than chỗ này để nướng gì đó ăn xong rồi ngủ đêm đêm mình sẽ cắm trại vô đây. Hồi đó giờ chưa có biết cảm giác cắm trại là cái gì nên tối nay anh em mình sẽ thử cắm trại nha. Chờ để chiều nha các bạn. Đây hồi chiều giờ tụi mình đã làm cái lều xong rồi nha các bạn. Bây giờ tối nay tụi mình sẽ ngủ về cái lều này nha, ngủ bụi một ngày một đêm mới coi sẽ như thế nào các bạn. Mình sẽ quay những cái bước mà tụi mình đã chuẩn bị cho cái lều tối nay sẽ như thế nào nha. Mình sẽ quay những cái bước quay như thế nào đây, mình đã chuẩn bị như thế nào nha. Tại hơi tối, tối quá thì tối luôn. Thằng Sang nó ngồi trong kia các bạn. Không thấy không? Các bạn thấy nó ngồi trong kia không? Nó ngồi quá. Bây giờ chuẩn bị. Ở đây là tụi mình đã chuẩn bị một cái đồ nhúm đống củi để nhúm lửa để tối nay nướng xúc xích để ăn để vượt qua cơn đói nha. Còn đây giờ chuẩn bị nè, giờ đây mình chuẩn bị một số đồ ăn như là xúc xích các bạn, một xúc xích để nướng nè, cây đường ớt và một bình nước để tối uống hay rửa khác. Còn này là bánh để ăn. Trong kia thì có cái mền để tối đắp sợ lạnh đi sợ lạnh các bạn. Còn mình chuẩn bị cái một cái đặc biệt luôn. Để sẽ quay cho các bạn coi những cái đặc biệt mình sẽ chuẩn bị cái gì nha. Còn ta không quay về quay máy nên có nha các bạn. Không cả. Mình đây mình chuẩn bị một thứ rất là đặc biệt. Cho nên củ tỏi. Rất là sợ ma luôn các bạn. Mình đã chuẩn bị củ tỏi này để tối có gì tối đỡ sợ các bạn ơi. Giờ tụi mình sẽ bây giờ cũng còn mắt, bây giờ cũng còn sớm lắm. Để coi giờ mấy giờ ta. Bật lên có nhạc á. Không. Giờ là 7:03. Chưa có nhúm nữa không? Để chút nào tối thì nhúm nữa nha các bạn. Giờ làm gì ta? Để chuẩn bị đi. Giờ chuẩn bị vô nằm xíu. Giờ mình sẽ cột cái đèn pin này lên đây nè. Cột cái đèn pin này lên đây cho nó rọi cái sáng hết cái lều luôn. Có khi tụi mình sẽ dùng cái đèn flash điện thoại để cho sáng em. Giờ Sang nó sẽ cột cái đèn pin lên đây. Rút cái gì rút á. Tao có chuẩn bị rút rồi để rút kia đó. Nó sẽ rút lên cái lều cho nó sáng hết cái lều. Ở đây thì mình sẽ đốt đống củi để nó sáng để nướng thịt rồi luôn, nướng thịt lợn, nướng xúc xích để nó đỡ mũi luôn nha các bạn. Còn về đây còn sao tới vui mà sáng tối nay chắc là lạnh lắm.
Thì cái liệu tụi mình làm hở lên nè, nó đâu có sát với Mỹ đâu, nên gió nó có thể lùa vô mũi nữa. Đây là lần đầu tiên tụi mình trải nghiệm cái cảm giác này luôn mày. Hồi đó giờ mình chưa bao giờ mà ngủ ở ngoài khỏi nhà lần nào. Bây giờ lần đầu tiên mình trải nghiệm cái cảm giác mình ngủ ngoài đây tối nay sẽ như thế nào các bạn. Chắc có thể là ngủ không được luôn á, nhưng mình rất là sợ ma. Cầu đừng có mưa. Nói chung là bữa nay cũng giờ chuẩn bước vô mùa mưa rồi mà cầu nói tối nay đừng có mưa. Chắc chắn là có thể là không mưa đâu, tại vì trời hôm nay có sao nè. Ôi, mà trên máy ảnh này chắc không thấy rồi. Không thấy, ở đây tối hùi luôn. Ở đây tối hùi. Không thấy, trên đây không thấy à. Có thấy cái đèn của mày á. Không thấy gì á. Giờ mình sẽ đợi chút nữa, mình sẽ nhúm lửa xin mình sẽ quay lại nha. Tại có hạn chế là pin điện thoại, pin cái máy quay của mình nó có phải tại không có đủ để đêm. Nên mình sẽ tiết kiệm cái pin để quay cái này. Bây giờ tụi mình sẽ nhúm lửa luôn nha các bạn. Mình đang dùng cái đèn LED bằng cái điện thoại của mình để mình đợi sáng nè. Đèn sáng nó sẽ nhúm lửa luôn nha. Rồi, tại vì mũi quá. Tính ra đèn LED này hồi còn sáng hơn cái đèn pin nữa. Trời nhúm lửa sớm quá thì tối nó sẽ tắt. Nhưng mà bây giờ mũi quá phải nhúm rồi các bạn ơi. Còn không là không được. Cái gì tối có than thì mình sẽ dễ nướng xúc xích hơn. Thế mình sẽ vô, mình sẽ vô cái chòi mình ngồi nha. Rồi cái chòi vô cái lỗ cái lều, cái nèo cái lều nha các bạn. Đấy, vô đây đây ngồi chơi. Các bạn xem à, mình sẽ để mình quay vào đây nha. Thấy không, thấy không, đi. Thấy chứ, cái lều này hai thằng ngồi vô thì cũng ok. Có điều cũng được thôi chứ không có phải là hẹp quá. Hai thằng tới nằm đi ngủ là được rồi các bạn ơi. Khói nó vô hơn có chịu vậy. Xét mình hỏi đây là thiết cái ngồi đây. Chuẩn bị chai nước rồi tỏi cái đó. Ảnh gì để tối mình ăn kiểu sang này bạn biết đó, nó mập thì mình sẽ ăn để đi mua xúc xích. Nó mua nghĩ sao cái tấm mà nó mua bịch xúc xích các bạn, xúc xích 2-4-5 cây nhất là phải hàng 3 cây đúng không, 1-5 cây ai ăn ai nhịn. Nó bự con nữa thì sao à, khói vô cái mà này đem ra mặt ấm đi rồi ấm rồi. Các bạn ở đây quay cảm giác mình ngồi tối á, mà trong liền mà nhìn ra đống lửa nè, trời nhìn kiểu như là rừng núi lắm, cảm giác thú vị. Chưa bao giờ mình được cái cảm giác như này luôn. Buổi tối quay quay hình với camera máy ảnh của mình nó bắt nét hay chậm, không bây giờ nó mới bắt được nè các bạn. Rồi sao rồi sao mà bỏ cái dĩ lên nướng được mày? Yeah. Vậy sao mày nhúng lửa hay sao bỏ cái dĩ lên được? Xíu cho cháy đi cho có than. Thôi kìa. Đấy, sáng chưa? Đó mình gắn cái điện thoại ở dưới cái tripod mà cái đó là cái chân của máy ảnh á. Rồi xong cho nó rõ cái đèn lát cái mặt mình là đó. Sáng như ở đây quay sáng nhưng mà ở đây mắt mình là chả luôn. Cái đèn sầu đấy, cái đèn sầu đó. Sáng hơn xíu. Kiểu như mà cầm quay phim cái mặt này nè, thu nhỏ lại nha. Kiểu cầm quay nè thấy rõ cái mặt luôn. Kiểu vô chút nữa tối thì tụi mình sẽ vô chòi mình ngồi bật cái dậy quay thì sẽ thấy nó chuyện các bạn thấy dễ thấy tụi mình hơn. Mới nghĩ ra luôn. Đấy, giờ mình sẽ quay nha. Hy vọng tối nay đừng có mưa.
Sang sang nhìn nó vậy chứ nó sờ ma đó các bạn ơi. Nó giờ thấy rõ không? Thấy rõ hơn nữa thấy không? Kiểu kiểu vậy đó. Thấy kiểu hoang vu rồi. Đem tỏi lên theo ra nướng ăn hay gì không? Nó chuẩn bị tỏi trong túi nè các bạn. Xong cái máy ảnh này giờ này nó cũng bắt nét được. Lâu lâu nó mới bắt được. Đấy, bây giờ mình sẽ giờ lửa nó sôi thì mình sẽ nướng xúc xích nha. Lửa mà sôi. Nó lộn. Có than là sẽ nướng xúc xích. Đó, quay xung quanh luôn, quay xung quanh đây cái đèn đường. Cái đèn ngoài kia đó, hồi nãy quay các bạn coi là cái đèn nó sáng không, bây giờ nó đứt rồi. Không biết cái đèn này lâu lâu sẽ chớp thôi. Đây cái đòn này. Không biết tối nay sẽ như nào vào cái đòn này. Tại vì khuya tụi mình sẽ không dám nói chuyện lớn này, nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, có nói nhỏ này các bạn thông cảm nha. Sợ. Nói chuyện lớn quá thì nửa đêm mà không có ai nói chuyện lớn, người ta sẽ nghe tiếng của mình ghê sợ đúng không? Đúng rồi. Giờ mình sẽ chờ cho có than, mình sẽ quay khúc mà nướng xúc xích nha. Bây giờ là có than rồi nha các bạn. Giờ mình chiếc sàn sẽ nướng xúc xích nha. Đây mình sẽ quay nha. Đây có than rồi. Đấy. Gấp quá, không có ấy, giờ lấy cái đũa. Lấy đũa luôn. Giờ sang nó sẽ nướng xúc xích này xong rồi tụi mình sẽ đem vô liều để ngồi ăn. Bây giờ thì cũng như là nãy coi mấy giờ mày. Nãy coi mấy giờ rồi. Giờ hả? 9:52 rồi. 9:52 rồi. Bây giờ mình ngồi mình ăn có bánh cho chổng nữa. Cứ ngồi đây ấy quá, chổng có hang. Ngồi giống như nó thú vị xíu. Đấy. Đấy heo xúc xích nha. Xúc đây là xúc xích heo. Tay đổ rồi mình nướng xong mình bỏ cái chổng mình rút nó ra. Chút rồi chỉ tọt tọt ăn cho nó ấy. Đấy. Thôi đèn nó che cái mắt cái tay. Mình sẽ bóng to lên rồi. Đấy. Đèn che. Như là quay xa nó mới đẹp đúng không? Quay xa nó mở cõi nó sẽ tối. Ờ, nhìn mặt sang ngoài mờ lắm, tối nó khó thấy lắm. Nãy giờ tụi mình nướng gần xong rồi các bạn. Còn có một cây xúc xích cuối cùng thôi. Nướng xong rồi tụi mình sẽ vô trời. Tụi mình sẽ ngồi ăn trên đầu. Rồi sang chuyện nướng đi. Cái xúc xích cuối cùng này. Giờ tụi mình đã nướng xong rồi nha các bạn. Mình đã dời cái đống than ra bên đây để cho nó gió thổi, nó thổi nó sẽ bay ra bên đây. Nó không bay vô trong cái chỗ tụi mình thường ngồi. Cái liều của tụi mình để đỡ ngợp khói hơn. Giờ tụi mình sẽ vô thưởng thức cái xúc xích tụi mình nướng nãy giờ. Giờ tụi mình sẽ vô thưởng thức cái xúc xích tụi mình để đặt bên trong cái khu cái biệt thự của tụi mình nha các bạn. Nguyên cái biệt thự. Ôi. Khá mình đã dâng người này cho nước nè. Uống. Thì cái bằng sâu á, ây rồi rất cái cây luôn. Chấm rồi. Đây mọi người. Bánh này mặt. Ra bên sọ thì mình sẽ ngồi để ăn bánh. Đây hạt của tụi mình. Có đem một cái cuốn tập để ra ngoài cho nó mát không. Nhưng mà tối nay chắc cần hơn. Cái nặng như ớt lên. Đây cái này nãy nó ngấy nè. Chấm. Các bạn ăn chung với anh em mình vui nha. Đây, thưởng thức đây là cô Phụng nướng nè. Để cô lùi. Đây là ở quán xúc xích xúc xích heo. Cảm ơn đó. Mời các bạn nha. Không cảm giác ăn xúc xích. Không biết mà cũng cắm chạy không. Không thấy cái trong nhà. Đây gọi là xúc xích đi bụi nha. Sữa chua chua không? Nè, có vị chua các bạn. Vị chua chua. Phải xúc xích hơi có thể nữa. Tiều mua coi này xúc xích nha. Hay là bạn chiên, nướng nó chua rồi ta. Chiên nó không chua. Sống ở Thái Hội rồi, sống không?
điều này mà phải làm cao hơn miếng trời, thoải mái. Chỉ làm nghỉ vô nằm ngủ thôi chứ đâu có ngồi gì đâu. Mà tại làm cao quá, cái đít là sâu á, nó cái đít lều á, nó không có, nó hở lên. Rồi mình tính là còn nửa đêm nó lạnh, mình sợ là hở lại cái lo vùi vô á. Ai giờ nó nóng quá. Giờ nó nóng mà không biết tối nữa đêm nó có lạnh không mà, nó lạnh á. Giờ làm này mốt có bị đuổi ra coi nhà nữa, nhỡ. Giờ làm này người cuộc sống thử một đêm ngủ ở đây chỉ biết cảm giác mùi gió xương. Rồi bây giờ bụi ở quãng nhưng mà khói vẫn bay vô các bạn. Chứ nãy đã nghe trước cái liều xong luôn. Ngửi khói ngập. Anh nghĩ gì chịu không? Cóc. Này vũ khí của mình nha. Bây giờ mình nghe các bạn cũng mấy lần rồi á. Nó nói nó không sợ, nó nói mình sợ mà. Nó ngủ. Giờ này để đâu ta? Nó bỏ cho người ta. Trong các bạn chơi nhà để nguyên cũ là sao mày? Nguyên cũ nó mới sợ đúng không? Quên nó nói vậy ha. Quá ngủ không được rồi ha. Nó đây nó lật thiệt luôn á. Xem được chứ ta. Thôi nhỏ quá đâu ấy. Giờ này tụi mình ăn không được rồi. Giờ này ăn bánh thôi. Ngồi máy ăn bánh rồi ạ. Chúc mình sẽ đi ngủ xong. Giờ 11 mấy rồi. Khang cát không mày? Làm xích lên kia xíu ơi là chân mẹ vừa à. Ừ. Thẳng ra coi. Thấy không? Nhít đôi miếng rồi hết đồng à. Để mình đem ăn bánh nè. Nhà cái nó ăn là... Bây giờ... Nè... Bây giờ mở phút đây. Cháo quá. Đặt Google có nói được không? Google nói được không? Được. Để hỏi cho, để hỏi cho. Hỏi đi. Mở ok Google. Nha, mấy bạn. Bây giờ là mấy giờ? Ok Google, bây giờ là mấy giờ? À, gọi lại. Quay lại. Ok Google, bây giờ là mấy giờ? Thời gian là 23:04. Giờ 23:04 của mình. Xung quanh mình từng ngủ hết trơn rồi. Giờ tiếng chó sổ luôn mà giờ mình còn không biết rồi ăn bánh.
biết có bạn nào mà thử ngủ đi làm thì ngủ đi ngủ bụi rồi nóng mà cũng làm sợ lạnh mà sao hôm nay cứ chưa kìa làm thấy trời chuyển đen tháng táo luôn không mưa đâu lên đi chặt cây cái nắng lại riết luôn giờ hầm một quả nữa à sợ lạnh rồi đem mền ra mà nóng nóng quá lại làm nhiều thấp nữa luôn có lông lửa hôm trước nó còn uống pha hôm trước đó hầm chạy lên đó rõ rõ đứng đó nè cái ngầm nào vậy phải ngập tay rõ này không có nạn gì đâu bây giờ đây là 1 giờ rồi các bạn nhưng mà không ngủ được hết ăn đây nạp buộc cùng cảm giác là chẳng là buồn ngủ luôn nha chẳng buồn ngủ nhưng mà nạp ghi liều nữa nực với lại mũi nó bay không ngủ được các bạn ơi thấy hai thằng giờ như thế này ăn mài các bạn không cảm thấy thôi thằng khi cắm trại thôi khúc đầu thì mình sớm sớm mình phải hái hậu đó, ăn uống rồi vui vẻ giờ bị tối rồi thì có giá hàng như hàng hôm nay cũng không được rồi với thì giờ đến sáng làm sao mà giờ mới được một giờ mới gần một giờ thế giờ về nhà ngủ chờ về mắt của mình đây bạn bỡ hết lên luôn rồi mà sang người đó còn ngủ một xíu hay nó ngủ nó ngá thì thôi đó nó ngủ đâu ngá đâu không biết giờ sao nó đây hai gần một giờ rồi tới nó ngực thà nó lạnh đi nó lạnh xong rồi có mũi bay cũng đỡ nếu mà đắp vô cho nó mũi đỡ chết nhưng mà giờ mà nó ngực nên là quyền đắp mền vô chết luôn mũi chứ cứ bay oe bên lỗ tai á cũng không được lại chích nữa nó chích thì nó có một con hai con nó chích thôi chị mở mắt lên ngủ không được rồi ơi giờ sao không biết chán gì chứ sáng dạo giờ mới đáng tới sáng thôi ừ đá ăn còn luôn nè đá chưa tan hết luôn này quay có ai vô nói chuyện nữa giờ mình đã biết cảm giác mình đi bụi như thế nào rồi không bao giờ nha mình khuyên các bạn trẻ đừng bao giờ nghĩ vững mình đi bụi nha các bạn
có khi đi bộ mà khuyên người câu nhớ xin tiền nhiều nhiều để ra mướn khách sạn nha, nhà nghỉ gì ngủ ơi. Nhà ngủ bụi thiệt á, chán đời. Cho em chơi các bạn ơi, chán quá các bạn ơi. Không ngủ được. À, nó nực, nó nực cũng gán gồng ngủ ngủ được mà có mấy con mũi cứ oi oi oi. Ai kêu nghe tiếng gì kêu không? Ấy rồi. Nào tự nhiên nghe tiếng chó hú. Đều 12 chú đó là thứ 12 rưỡi á. Nghe tiếng chó hú sợ ma quá trời sợ các bạn. Giờ 1 giờ, sáng giờ 1 giờ, giờ 6 tới 6 giờ, 5 6 giờ sáng là chắc 4 tiếng nữa, 4 5 tiếng nữa các bạn ơi. Thì giờ có thằng ghê. Có nhà có đàng hoàng không ngủ đâu. Chơi qua cái trò này chi không hơn là giờ này là nệm ấm chân em rồi các bạn, bật quạt máy rồi vô phòng đắp mền trời ngủ nó xuống nệm là bạn nó êm dầu á. Ra đây cầm chiếu có ngay cầu 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 cầm vậy kêu vậy kêu tao sợ ma mày, tao sợ ma cầm cái đều chân 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 đấy là ngủ có mũi sợ ma nữa bạn ơi. Đúng ra nói chuyện với em lâu lâu giờ này khuya rồi thì bạn nghe tiếng nhỏ này không cảm nhớ này của mình nha bạn, giờ nghe đèn nó rồi với mặt tụi mình nữa tối đâu đèn hay là mới nghĩ hay là nghĩ cái mà để đèn này để nói chuyện cho sáng cái mặt không chắc cũng không thấy vào bên trong hả cho nó cào giờ chắc giờ đang nói chuyện các bạn thấy ai đi ngang qua đá đá vườn xỉu này luôn các bạn. Giờ cái tao này ngồi chờ sáng nha. Giờ sao giờ mày quay có quay bên nhiều lắm. Giờ mình sẽ áo này nó hút còn áo làm vậy hút đâu giờ thì mình sẽ tắt máy bay rồi để nghe đáng ngủ có được hay không, không thì cho mình sẽ mở quay nói chuyện các bạn tiếp nha. Ok giờ mình sẽ tắt máy bay một đêm thì cũng thử đi xem như nào. Ok các bạn ơi bây giờ 2:15 rồi ngọt rồi ớ các bạn 2:15 rồi để hot Google. Ok Google. Ok Google, bây giờ là mấy giờ? À, chưa mở tiếng lên. 2:16. Thấy không? Đó. Ok Google. Ok Google, bây giờ là mấy giờ? Thời gian là 2:16. Bây giờ 2:16. Ngủ đi. Ai chứ không thấy đâu. Mà bây giờ là 2:16 rồi. Em không có được. Hồi nãy khi nào mình chơi chạy mắt được xíu rồi. Ngực có nó ngực thì thôi đó. Ngủ nông quá. Trời thấy mũi nó vẫn bay. Mặt bê phơi. Bây giờ mình đi chờ cảm giác là chờ tới sáng cái vô phòng vô nhà. Vô nhà ngủ thôi các bạn. Nhà ngủ thôi. Hỏi hạn gì chơi cái trò này. Không mà nóng hầm ghê mũi. Hầm cũng quá mũi. Cái chuyện nhà nhạt mùi nhạt mũi bên luôn ha. Cái hầm nãy hai giờ hôi rình. Thật chán chứ. Ngày mai muốn ngủ qua đêm thôi á. 24 giờ mới xong. Mày ngủ một đêm thôi mày 24 giờ mày chết luôn. Nó ngực. Ủa mày khó chịu.
Ôi mẹ chắc hết pin rồi các bạn ơi. Mình sẽ tiết kiệm pin để coi lại sáng mình sẽ quay cái sáng như thế nào nha. Gần 2 giờ mấy này mình sẽ kiếm ngủ cái sáng thôi. Các bạn bây giờ là 5 giờ sáng rồi. Bây giờ 5 giờ sáng cho mình sẽ dậy và cũng là tới ngủ hơi giặt giả xíu. Giờ tụi mình sẽ dậy và dọn dẹp cái lều này nha các bạn. Sáng giờ nó còn ngủ rồi thôi. Giờ sáng rồi mình lên các bạn, mình sẽ quay cho bạn cảnh mình lên coi cho thôi nha. Mà nãy giờ cũng hết pin. Các bạn có thấy bên này. Các bạn thấy video mình nãy thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em tụi mình nha. Bây giờ mình sẽ quay cảnh mình lên và kết thúc video luôn nha. Thôi các bạn hãy xem video của tụi mình nha. Mình sẽ quay cảnh mình lên chứ không sợ không đủ pin để quay cảnh mình dọn dẹp á. 5 giờ mấy rồi. Các bạn sáng rồi. Mình lên rồi. Quá đẹp luôn.